Đối mặt với thị trường việc làm khó khăn, nhiều bạn trẻ Trung Quốc có trình độ học vấn cao đã tìm ra cách mới để kiếm tiền từ bằng cấp của mình. Theo Sexton, bán hàng ở vỉa hè ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Tuy nhiên, mặt hàng độc lạ đang được bán trên đường phố của đất nước này là kiến thức. Tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, một số sinh viên tốt nghiệp đại học bán kiến thức học thuật của mình cho người qua đường. Trên nền tảng Xiaohongshu, các sinh viên tốt nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm bán kiến thức trên đường phố, bao gồm xem tarot, tư vấn sức khỏe tâm lý và tư vấn pháp lý. Xu hướng ngày càng tăng diễn ra vào thời điểm giới trẻ Trung Quốc phải đối mặt với thị trường việc làm khó khăn và nghi ngờ về giá trị của tấm bằng đại học. Trong những tháng gần đây, truyền thông Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi giới trẻ cởi mở hơn với những con đường sự nghiệp khác. Hiện tượng này lần đầu tiên thu hút sự chú ý của công chúng vào tháng 5. Khi đó, một sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học chính trị, Học viện Kinh tế và Chính trị London chia sẻ bức ảnh đang cung cấp dịch vụ tư vấn khoa học chính trị trực tiếp trên đường phố. Bức ảnh này sau đó làm dấy lên các cuộc thảo luận trên mạng xã hội về hiện tượng giới trẻ có đang tự hạ thấp bản thân. Chiên Trinh, giáo sư tâm lý học tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc, chia sẻ với ấn phẩm The Paper của Sexton rằng việc bán kiến thức trên đường phố là cách có ý nghĩa để những người trẻ tuổi giảm bớt áp lực về thất nghiệp. Thật thoải mái về tâm lý khi biết kiến thức bạn học được có thể giải quyết những vấn đề cho người khác. Thậm chí, có những người sẵn sàng trả tiền để nghe nó, giáo sư Chiên nói. Hoạt động bán hàng rong trên đường phố đã bùng nổ trở lại ở Trung Quốc kể từ năm 2020, đặc biệt là giới trẻ quốc gia tỷ dân đang tìm cách giải tỏa căng thẳng. Sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ Li Bang Chiên, 25 tuổi, đã thử bán hàng tự động trên phố tri thức ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng 1 năm nay. Li cung cấp các dịch vụ viết tay và thư pháp. Cô nói với Sifton, cô thích sự linh hoạt của công việc và tin nó phù hợp với những người trẻ tuổi đang tìm kiếm sự độc lập tài chính thông qua các công việc bán thời gian. Sau khi kiếm được tổng cộng 2.400 nhân dân tệ, hơn 7,8 triệu đồng trong 7 ngày, Li Bang Chiên có kế hoạch tiếp tục công việc bán rong kiến thức vào năm tới. Cô không cảm thấy xấu hổ về công việc bán thời gian của mình. Gia đình và bạn bè cũng rất ủng hộ cô. Theo Sexton, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.